Sao Hàng Nhiệt Độ Địa xin kính chào các bác. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu với các bác một cái chiếc máy rửa bát Panasonic hàng Nhật nội địa. Đây là cái chiếc Panasonic NPTR5 các bác nhé. Đây. Một con máy rất là đẹp. Kênh của em thì chủ yếu là em bán về các cái dòng máy rửa bát, nồi cơm điện, máy hút ẩm, điều hòa di động, bếp từ, nói chung là các mặt hàng vừa và nhỏ xinh xinh. Đây là một con máy TR5 rửa bát, em để số 12 này, một con máy rất là đẹp, các bạn nhìn qua các bạn thấy máy trắng sáng rất là đẹp luôn. Phần lưng nhất cũng còn rất là ok các bạn nhé, con máy rửa bát TR5 tầm tiền tầm trung, rất là vừa phải, sản xuất năm 2011, rất là vừa phải để phục vụ các bác. Hiện tại máy đang test rửa. Máy thì hình thức còn rất đẹp, các bạn nhìn kính là rất đẹp này, không bị ố gì nha. Đấy, bảng điều khiển đẹp này. Đấy. Chung là một con máy đẹp. Em kênh trên kênh thì em giới thiệu rất là nhiều. Các bác có thể vào cái chữ Giang Vũ Hoàng trên kênh YouTube các bác tìm hiểu là các bác thấy. Đấy. Nước nóng bọc luôn con này. Nội thất rất là sạch sẽ nhá. Rất cực sạch luôn. Nhá. Một con máy phải nói là quá mới. Đấy. Giá em bán con này là 6,5 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn thì là 450.000 của Lima. Các bạn lấy, các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.